Kính thưa quý khán thính giả yêu mến, oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider do Mỹ nghiên cứu chế tạo, dù rất hiện đại, song Mỹ cho rằng sẽ phải đối diện những thách thức cực lớn từ các đối thủ tiềm tàng, với các loại vũ khí có sẵn đón đợi. Theo Military Watch, Không quân Mỹ, USAF mới đây đã tổ chức buổi lễ ra mắt cực kỳ hoành tráng, đối với oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider thế hệ mới, phương tiện mà theo họ sẽ thay đổi toàn bộ những cuộc chiến tranh trong tương lai. Mặc dù đại diện của USAF tin oanh tạc cơ của họ vượt qua được mọi nguy cơ, nhưng theo tạp chí Military Watch MVK, một số quốc gia đã sở hữu vũ khí có khả năng tiêu diệt máy bay ném bom B-21 Raider mới nhất. Danh sách được ấn phẩm MVK đề cập bao gồm tất cả các đối thủ có khả năng đụng độ quân sự với Mỹ. Theo tạp chí, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và Belarus có thể gây ra vấn đề cho chiếc máy bay làm thay đổi mọi thứ. Đầu tiên, ấn phẩm MVK coi hệ thống phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus của Nga là vũ khí có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay ném bom tàng hình. S-500 là vũ khí phòng không quan trọng nhất của Nga. Nó được trang bị một trạm radar cực mạnh. Điều này cho phép S-500 phát hiện máy bay ném bom tàng hình ở khoảng cách rất xa. Phạm vi tác chiến của Prometheus không có đối thủ trên thế giới. Ngoài ra, nó còn được bổ sung bởi khả năng của tiêm kích đánh chặn tầm cao MiG-31, tờ MVK nhấn mạnh. Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider cũng có thể gặp vấn đề lớn nếu đối diện quân đội Trung Quốc, đối tượng tác chiến chính mà loại máy bay ném bom này được tạo ra ngay từ đầu. Theo các nhà phân tích Mỹ, hệ thống phòng không mặt đất của Trung Quốc chưa sẵn sàng để chống lại máy bay ném bom thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, tiêm kích J-20 lại được trang bị radar cần thiết để phát hiện máy bay tàng hình. Ngoài ra, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không KJ-500 đang được Trung Quốc tích cực chế tạo, nó sẽ phối hợp hoạt động với tiêm kích J-20. Cũng như trao đổi dữ liệu với các hệ thống phòng không trên mặt đất. Sự phối hợp như vậy tạo ra mức độ nhận thức tình huống rất cao, khó lòng để mục tiêu nào bị bỏ sót, kể cả áp dụng công nghệ tàng hình. Đây là điều mà các đối thủ khác của Mỹ không thể so sánh được. Kẻ đột kích cũng sẽ khó vượt qua mạng lưới phòng không dày đặc của Triều Tiên. Các tổ hợp phòng không nội địa Yonggai 5 và Yonggai 6 được bố trí trên một lãnh thổ khá nhỏ, khiến chúng đủ khả năng đóng hoàn toàn không phận đất nước trước máy bay địch. Với sự trợ giúp của Moscow, Minsk cũng sẽ có khả năng chống lại máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Mạng lưới phòng không dày đặc của Belarus mới đây đã được bổ sung sức mạnh bởi những tổ hợp F-400 của Nga. Đồng thời việc hợp nhất các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga và Belarus đảm bảo trao đổi dữ liệu nhanh chóng, nhờ đó F-400 của Belarus có thể sử dụng thông tin từ máy bay Nga có radar mạnh, chẳng hạn như MiG-31 và A-100 AWACS. Tuy vậy, tờ báo Mỹ cũng thừa nhận rằng những nhận xét nói trên chỉ được xây dựng trên cơ sở lý thuyết về những thứ đã biết, trong khi B-21 Raider chứa trong mình vô số tính năng bí mật chưa từng được công khai. Do vậy, chưa có gì đảm bảo những đối thủ tiềm năng nói trên sẽ thực sự nhận diện được và bắn hạ máy bay ném bom chiến lược tàng hình của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy giúp kênh phát triển bằng cách đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của chúng tôi và đừng quên nhấn nút like và share bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Yeah.